Chào mừng quý vị và các bạn đến với livestream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Quý vị ơi, đây là hình ảnh của bạn Mai Anh của chúng ta sau khi quá trình làm nông mũi Mega 8D đang ở phòng hậu phẫu của thẩm mỹ viện ạ. Chúng ta có thể theo dõi ở hình ảnh cái góc mà bạn đang nằm này, thì chúng ta thấy là cái dáng mũi Mega 8D của bạn ấy với gương mặt bạn ấy rất là phù hợp nhá, rất là cao tây ạ. Và chúng ta cùng theo dõi một vài những cái góc quay để thấy là dáng mũi Mega 8D của chúng ta đang được chị em săn lùng rất là nhiều, dáng mũi rất là đẹp ạ. Đây. Mũi của bạn Mai Anh lần này là mũi sửa lần thứ ba rồi ạ. Đây, nên là cái tình trạng sẽ hơi bị sưng nề một chút so với các mũi thông thường nhé quý vị nhé. Nhưng mà không sao cả, bởi vì là mũi sửa lần thứ ba nên là sẽ cảm giác sưng hơi lâu so với mũi thường, nhưng mà khoảng tầm độ khoảng 2 tuần, 1 đến 2 tuần là mũi sẽ ôm form rất là đẹp ạ. Đây, chúng ta có thể thấy là dáng mũi Mega 8D rất là hoàn hảo ạ. Chúng ta có thể theo dõi từ cái góc ở trên này xuống ấy, thì chúng ta có thể thấy là cái sống mũi của bạn Mai Anh rất là thẳng nhé quý vị nhé. Đây, quý vị có thể thấy không ạ? Đây, dáng mũi rất là đẹp. Đây là dáng mũi khi nằm ở tại phòng hậu phẫu của thẩm mỹ viện Lilia. Đây ạ. Đây là bạn Mai Anh vừa mới làm xong đấy ạ. Đó. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn tình trạng trước khi nâng mũi của bạn Mai Anh thì mời quý vị có thể theo dõi hình ảnh ngay sau đây. Đây, quý vị có thể thấy đây là hình ảnh mũi của bạn Mai Anh làm lần thứ ba. Chúng ta có thể thấy là cái phần sống mũi thì cũng có sống nhưng mà cái gốc mũi thì hơi bị thấp một chút, và đặc biệt hơn thì cái hình ảnh này không thể hiện rõ được, nhưng mà mũi của bạn Mai Anh á, thì cái phần sống mũi này thì bị đặt nhầm lớp, nhầm khoang, nên là mũi sống mũi có thể di chuyển được ạ. Đây, mặc dù không không thể hiện rõ được, nhưng mà quý vị có thể thấy đây là cái góc nghiêng này, phần sống mũi, gốc mũi thì hơi bị lộ sống một chút này, và đầu mũi thì vẫn hơi bị to và ngắn nhé quý vị nhé. Đây, đây quý vị có thể thấy là phần gốc mũi hơi bị lộ sống một chút, bóng đỏ này, và đầu mũi thì hơi bị to một chút. Đây, đây là mũi của bạn Mai trước đây thì làm 2 lần trước rồi đều không hài lòng, bác sĩ đặt nhầm lớp nên là cái tình trạng bị lệch sống, lộ sống là đã xảy ra nhé quý vị nhé. Đây, đây hình ảnh của bạn Mai Anh, thì bạn ấy có đến và được tư vấn sửa lại mũi với dáng mũi cao tây Mega 8D ạ. Và đây là hình ảnh sau khoảng 10 ngày của bạn ý. À, đây là hình ảnh sau quá trình phẫu thuật ạ. Đây. Và chúng ta cùng mời bạn Mai Anh ngồi dậy một chút này để chúng ta cùng theo dõi cái dáng mũi Mega 8D này. Ấy vì đặt nhầm lớp nên là cái tình trạng bao sơ rất là nhiều ạ. Nên là bác sĩ phải bóc tách bao sơ khá là nhiều nên là tình trạng vẫn hơi bị sưng một chút, nhưng mà không sao cả, quý vị có thể thấy là cái dáng mũi đã được thay đổi hoàn toàn rồi ạ. Cái phần gốc mũi thì không còn tình trạng bị lộ chất liệu nữa, và đầu mũi thì đã được nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Đây, chúng ta có thể theo dõi ở cái hình ảnh này. Đây. Đây, sống mũi rất là thẳng đúng không ạ? Quý vị có thể nhìn thấy ở từ dưới góc từ dưới lên thấy sống mũi rất thẳng. Vách từ trụ vách ngăn đến phần sống mũi, đầu mũi rất là thẳng đúng không ạ? Đây, rất là xinh ạ. Đây. Chúng ta cùng giao lưu một chút với cả bạn Mai Anh để nghe bạn Mai Anh chia sẻ sau khi quá trình mà sửa lại mũi lần 3 ở thẩm mỹ viện Lilia như thế nào nhá. Chào Mai Anh. Em ơi, em có thể chia sẻ cho mọi người biết là không biết trong cái quá trình mà mũi mình sửa lại lần thứ 3 ấy, mình làm thì mình có bị đau không nhỉ? Tại vì em không ăn tê lắm nên là cũng hơi đau một chút thôi ạ. À, hơi đau một chút, nhưng mà trong cái quá trình mà mình làm ấy thì mình có thấy thoải mái hay khó chịu ở đâu không? Em không ạ. Hai À, anh chị rất là nhiệt tình. bác sĩ cũng có chia sẻ cũng như nói chuyện mình trong quá trình mổ đúng không? Vâng. À, thì không biết là sau khi mà mình làm xong cái dáng mũi này hiện tại ấy, mình soi gương ấy thì mình cảm thấy là cảm nhận của mình sau khi mũi nâng xong thì mình cảm thấy thế nào nhỉ? Em cảm thấy khá là hài lòng. Thay đổi rất nhiều so với mũi cũ đúng không? Vâng. Và em có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng mũi cũ của em không? Mũi cũ của em thì đầu mũi nó hơi bị tù, với cả cái phần Sống trên mũi sống mũi này nó bị lung lay lung chị ạ. lay đúng Vâng. không? Tức là sẽ có những cái clip mà về cái sống mũi lung lay của bạn Mai Anh thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sau ạ. Nhưng mà quý vị có thể thấy là cái dáng mũi Mega 8D hiện tại ấy, của bạn Mai Anh đã rất là đẹp đúng không? Dáng mũi rất là xuất sắc, là cải thiện được hoàn toàn những cái nhược điểm của mũi cũ đã từng làm 2 lần rồi nhưng mà đều không thành công quý vị ạ. Vì cái vấn đề là thu nhỏ đầu mũi cũng như đặt đúng lớp thì không phải bác sĩ nào cũng có thể làm được, nhưng mà đối với bác sĩ ở thẩm mỹ viện Lilia thì đấy là chuyên môn rất là cao rồi ạ. Đây, chúng ta cùng theo dõi một vài góc quay ạ. Đấy. Rất là
đẹp đúng không ạ? Cảm ơn Mai Anh nhé. Và chúng ta cùng gặp gỡ lại với bạn Mai Anh sau khoảng 7 đến 10 ngày nữa. Thì bạn tới đây cắt chỉ thì chúng ta cùng giao lưu sau lại với bạn Mai Anh được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi livestream của Dr. Giang Thẩm Mỹ Viện Lilia. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo ạ.